Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ 102, ngày 16, Chúa Báo Trả, Kinh Thánh Thi Thiên 64 câu 7 câu 8, câu ghi nhớ Ca Thương đoạn 3 câu 64, hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 64 câu 7 câu 8. Kinh Thánh cửa trang 541. Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thình lình chúng nó bị tên thương tích. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 64. Ca Thương đoạn 3 câu 64, Kinh Thánh cửa trang 743 câu 64. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Trong phần tìm hiểu, kẻ ác sẽ bị báo trả bởi cái gì? Tìm đáp án trong dòng chữ sau, mật mã là đúng sai đúng sai. Như vậy chúng ta đúng á, là chúng ta lấy, sai chúng ta gạch bỏ ha. Đúng là sai nè, đúng là sai nè, đúng là sai nè, đúng là sai, đúng 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 sai. Như vậy là chúng ta còn cái chữ gì? R-U. Đức không R-U. A là Chúa. T-R Trời. Kẻ ác sẽ bị báo trả bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, bắn kẻ ác một cách bất ngờ. Câu 7 chọn ý đúng. Đức Chúa Trời sẽ gì các em? Đức Chúa Trời sẽ bắn kẻ ác một cách bất ngờ bằng cái cung tên. Hậu quả của kẻ ác sẽ bị vấp ngã bình an. Mọi điều họ làm cho người khác sẽ đổ lại trên họ. Câu 8A. Hậu quả của kẻ ác sẽ bị vấp ngã. Nhận biết, kẻ ác có quyền làm bất kỳ điều nào họ muốn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ báo trả kẻ ác xứng đáng với những điều họ làm một cách bất ngờ. Thực hành, khi gặp hoàn cảnh bất công, em cứ tin cậy Chúa. Nói với Chúa những bất công em đang đối diện ở trường học hay ở nhà. Chúa luôn lắng nghe em và Chúa sẽ giúp đỡ cho mình. Giống như ở đây mình có cái hình ảnh Chúa Giê-xu. Ở đây mình có một cái cuộn dây hay là cái cuộn nhỏ nó bị rối bời, rối lại không biết gỡ như thế nào. Trao cho Chúa là Chúa gỡ được, Chúa làm cho nó thẳng lại và quấn lại được ha. Có những cái điều gì bất công, có cái gì buồn phiền đến với Chúa, Chúa sẽ giải quyết, giúp đỡ cho mình. Cảm ơn Chúa luôn quan tâm chăm sóc em. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa
vì Ngài là đấng tốt lành. Con cảm tạ Chúa luôn quan tâm và chăm sóc con. Xin Chúa cho con biết nhờ cậy Chúa chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa vì Ngài là đấng tốt lành. Con cảm tạ Chúa luôn quan tâm và chăm sóc con. Xin Chúa cho con biết nhờ cậy Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.